Tầm đâu đó là 5 6 team nhá. Nặng. Đấy đâu ra 5 team, có 2 team mấy anh? Phải cả nồi 2 team ạ. Anh kìa. Cảm ơn anh Nô Thinh nha. Đấy em có kill rồi. Sao anh Nô Thinh xem xe, xe giữa có người mọi người ơi. Đây, em nốc 2 rồi đấy, em nốc. Nốc, nốc 1 ăn 1. Chết mẹ em rồi, cứu 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 cứu. Phủ được đi. Để em, để em. Nốc 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 nốc. Đừng làm thế. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của tuấnhxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Phải nó rồi. Bên kia ạ. Ở C ngoài còn một thằng nữa. Về anh nhá, em qua cho mọi người đây, em yếu máu rồi. Rồi chết 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 luôn, chết tươi. Ui vãi nồi. Mọi người có mặt. Ui ở đây lắm súng lắm em ơi. Ở đây người ta gọi là thiên đường súng. Thiên đường luôn. Em cần máu. Không máu thì không có, chỉ có súng thôi. Có xe kìa. Đầu trên kia vẫn còn nha. em ơi, bọn công ngoài nó đang vào công mình, đang vào công trước này. Đi okay, đi okay, ra đây chặn, chặn đi ra đây chặn nhanh nhé. Có đạn không anh? Có. Em đi bắn. Ui trời sao? Cái gì vậy? Mát. Bây giờ em mà chạy ra nè. Từ. Liều. Nó không em ơi, nó ở xa lắm, nó ở bên cái ba khó bên kia lần. Đây anh đứng ở đây canh này. Thế là hết máu rồi đúng không? Tất cả mọi người đều hết máu rồi. Đây là em còn minh máu, đang bấm thì nó bắn ok. Nào, cho Linh một cục này, một cái. Đây rồi, anh thấy thằng rồi. Hai thằng đây rồi. Từ từ thôi. Bọn đây anh vẫn đang hầu. Nó không biết anh ở đây. Nó vẫn đang nhảy nhót. Nó gần anh không thể không được nhảy nhót. Hai người. Hình như anh giết cái thằng nốt mọi người thì phải. Rare kit AK này. Phải. Nó ở mãi bên kia mà, bên khu vực bên kia. Còn nữa, nó đang nhảy nhót với thằng bạn nó ở đấy. Bây giờ đây rồi. Tiếng chân. Rồi nghe rồi. Rồi. Em nốc, em bị nốc. Bên em. Chỗ em này. Giờ chân em. Không thấy. Nốc. Chỗ anh có. Em cứu Linh nha. Nó đã bom, nó đã bom. Chạy. Anh ơi, em hâu. Rồi, anh cứu Linh nữa. Anh có máu, mọi người có máu nữa. Không. Xác nó chỉ có còn được thôi em. Chỉ có xích lợn thôi. Chẳng phải là chết rồi đâu. Rồi, còn một thằng ở công này nhá. Công ngoài. Đây, công chấm ấy. Anh ấy, công anh chấm ấy, trước mặt luôn. Okay. Này, Linh ơi, nước này. Uống tạm bình nước đi em. Này, nước này. Chỗ chi nước này, hai lông nước ở đây này. Okay. Ủa em chạy nào lấy, nó thở các em tiếp. I got supplies. Thì ở trong góc mà. Rồi xong, okay, clear. Chi pin lại nước đi. Vãi nồi ạ. Nó nằm chứ, vãi nồi. Nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt. Cẩn thận bọn Trung Quốc nha mọi người nha. Đây, anh vẫn đang cẩn thận. Trung Quốc này, nãy giờ nó bắn rồi em đấy. Mẹ, toàn nước rồi. Đàn này, đàn vang này. Ui, không có một thằng nào có máu cả em ạ. À. Vãi nồi đen. Đây rồi, một bình máu. Toàn nước là nước rồi. Có ai cần đàn vang không? Thôi, full rồi. Lấy con xe ở gần đấy, xích lợn đây. Lấy con xe hướng 190 xong rồi anh em đi luôn. Đi ra nhà kia xong rồi loot xong rồi xem có máu không thì mình quay lại kiếm xăng. Có xăng, hai bình. Ủa? Rất nhiều xăng. Ủa? Nhà em bán thật. Thằng Linh nha thiệt xăng à. Đâu không? Có thêm nhà nào? Ừ. Bơm nhá, em bơm nhá. Ồ bắn thính à? Từ, đừng bơm vội.
Bắn này cái tính nhân cho nó tâm chơi anh. Cho bắn nè. Luôn đi. Bắn liền anh. Bắn luôn cho nó máu. Đợi nó máu. Bọn nó tới giờ đấy, bọn nó tới bây giờ đấy. Cái cục tính vừa rồi bắn ở gần mình nhá, chắc là nó bắn ở tầm tầm đây này. Nó vừa bắn ở tầm tầm này này, đó. Ở khu cảng ấy, à làng chài, làng chài. Anh khổ quá ma trời ơi à. Ui. Thôi mọi người nghe anh nói gì không vậy? Nghe thôi. Em chỉ nghe thấy cục tính gì gần gần thôi. Phải nồi. Ở Paris em ở làng chài ấy thì ok. Từ bỏ thôi anh Phương ơi, bọn em đến em bây giờ mà em thể nói chuyện được với ba nữa rồi mà. Hoặc là thời gian, rồi thời gian sẽ giúp em. Giờ anh nếu mà anh có ý với bà ấy, anh phải chờ thời gian anh ạ, chứ bây giờ không thể nữa rồi. Chờ thời gian cũng thời cả hành động cũng cái nó thay đổi. Thời gian lên bà ấy. Da thêm vi béo hơn thôi chứ chả thay đổi được cái gì. Ơ à, xe đen hư hương. Yếu vãi đái luôn đấy, yếu vãi đái luôn. Từ từ. Thật không có phá xe mình em ạ. Cất xe đã. Lên chơi luôn mọi người. Lên chơi đi. Lên. Thích thì chơi anh. Lên xuống đây. Thích thì chơi. Nó ở trong nhà này. Chơi luôn hả? Có xe nó đến. Xe đến. Đằng sau. Vào nhà. Cực yếu à? Xô ra đi em, xô ra đi. Ok. Còn team nữa, hai team nữa. Một team ở trên chòi canh với một team ở gần mình rồi. Thì sao mà các bạn đến đây đông vậy? Kinh nhỉ, team này hổ báo đấy. Hổ báo đấy, bạn lao thẳng vào luôn đấy anh ạ. Bảo xuống phát là xuống liền này. Một xe nó tới. Ui nó yếu. À nó chạy thoát rồi. Ui cục thính rơi hết chưa? Rơi hết rồi. Thính nhớ mất ăn được tốt không? À, Linh ơi, lên. Công ở lên xe. Công thẳng ở trên. Okay. Công có cho em công với đâu không? Đi lên. Hết mỡ xăng rồi, bơm xăng đã em, bơm đi một đứa. Spam đi, một mọi người spam ở trên. Cho nó hoang mang. Chuẩn bị này. Ok, lên. Trên đấy em nghĩ không có đông đâu, chỉ có 1-2 thằng thôi, anh nghĩ 1-2 thằng thôi. Nhiều nhất là 2 thằng chứ. Đúng rồi, tầm đấy thôi. Ê rớt. Rồi sao? Thằng láo, có một thằng mà láo. Xe nó còn nguyên hơn xe mình ấy. Đi, thính. Này thính của mình thôi. Ui, xe nó cũng thoạt mất bánh à. Chắc là lúc mình bắn là ngủ. Ủa sao có một cục thính vậy? Hai cục mà. Có hai cục mà. Đây, một cục đằng sau. À, một cục vừa mới rơi à? Mơ 24999. Có một khẩu súng sniper nào nhỉ? Trận này cần sniper không? Sniper snip sờ nổ cơ. Chín chín luôn. Ủa, không có một khẩu snip nào luôn. Ơ kiểm tra con xe UAS này có khi lại ngon này. Bây giờ là em nghĩ là bọn nó sẽ chặn ở bên cầu mình. Ừ thì chắc chắn rồi. Không thì ôi xe này ngon, xe này ngon. Lên xe, sao cứ đứng được ở đấy vậy? Trời sao ơi. Sao mất rồi nhỉ? Lại bị đít OBS chán. Mà nó hôm nào được nhiều view một tí thì lại bị đít cay vãi nổi luôn á. Cho anh Tony đây. Xe bắt đây này, xe bắt đây này. Nhìn thành công. Bay đầu đâm thẳng vào luôn anh.
rồi. Bay đầu luôn mấy chứ. Láo. Đã yếu bóng vía lại còn thích chặn cầu đậu phộng. Bắn cho phát tắc. Bọn em nghĩ mà chạy vào nhà C rồi. Không, anh không nghĩ đâu, chạy vào nhà C đâu em. Ê, đâu? Kìa, xe đến. Em nóc hai ra. Hai rồi chú rồi. À, nóc kìa mà không ăn kìa. Yêu. Đẩy không chị? Muốn đẩy lắm luôn. Tay út anh em. Ngu người này. Lên. Thằng bộ hồng chạy rồi. Ok. Sao xe kia chết hết chưa? Sao đấy chết hết rồi? Chết hết rồi. Ai bắn mà không nói câu gì vậy? Cứ bắn được vậy? Watch out. Sợ vãi nồi. Xe đường. Vừa rồi em bắn ra ngoài rồi. Giật mình luôn ấy. Đang đứng cạnh mình. Rụt. còn 3 thằng thôi. Rồi thấy rồi. Nó ở đâu? Ngoài đường, trên đường. Đi chạy thẳng luôn. Ui, chết một đống ở đây này anh em này. Vãi nồi. Trời. Cha mẹ ơi. Còn hai thằng. Tiên. Tiên về. Cứu rồi. Hai thằng nữa ở đâu ta? Đâu còn lâu mới nói. Ở nhà Ly có xe máy, có xe ô tô đỗ kìa. Ông Tuấn vô trong đi mỏm thì phải. Em được 2 mạng à? Chị 3. À rồi, thấy rồi. Watch out. Đến cái đôi nữa. Đến cái okay. Cái. Đã thấy cái đầu của nó. Nốc. Nhấp nháy đi. Thằng bạn nó đấy rồi. Rồi. Nốc thì là toang rồi bạn ơi. Không kịp rồi anh em. Không kịp nữa rồi. Bây giờ nó cứu kịp rồi đấy chị. Ui, xe vào miếng. Một viên chết chứ. Viên nó. Anh có một kiểu đấy. Có mẹ nó. Mẹ cứ vào bốn đầu yếu thế.